Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhé. Ở clip lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm bẫy thòng lọng bằng dây phanh xe đạp mọi người nhé. Đây là cái dây phanh xe đạp. Đây là mình mua cái dây bé nhất mọi người nhé. Đây là cái dây bé nhất. Đây, dây phanh xe đạp loại bé luôn. Để cho nó nhạy mọi người ạ. Còn dùng loại to thì nó sẽ không nhạy cho lắm. Tuy nhìn nó loại bé thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn mọi người nhá. Có thể bẫy được con thú tầm khoảng trên chục cân, 20 cân cũng không thể đứt được mọi người ạ. Rồi, mình sẽ không lằng nhằng nhiều. Mình sẽ vào việc hướng dẫn cho các bạn biết luôn, nhanh gọn, chi tiết mọi người nhá. Rồi, đây các bạn lấy một dây ra. Các bạn cắt cho mình tầm khoảng là 20 phân, 20cm đấy, hoặc là 25cm. Đây mình sẽ cắt dài như thế này mọi người nhé. Đấy. Đây các bạn nhá, cắt ra đây 25cm này. Các bạn dỡ nó ra. Các bạn dỡ lấy một dây nhá. Cũng có thể là dùng hai dây, nhưng mà mình sẽ dùng một dây để mà cuốn, để làm cái khuyên ấy nó đẹp hơn. Còn hai dây thì mình làm cái khuyên nó sẽ xấu đi các bạn nhé. Mình sẽ dùng chỉ dùng một sợi thôi. Một sợi khi là mình đã tháo ra này. Đấy. Đây. Các bạn cuốn làm thành một cái khuyên mọi người nhé. Cái khuyên các bạn làm bé thôi. Đừng có làm to quá. Bạn siết lại cho nó bé này. Đấy, tầm này là vừa nhá. Đây này. Tầm này là vừa rồi mọi người ơi. Rồi, các bạn không phải siết một lần nhá, mà là phải luồn đi luồn lại rất nhiều lần luôn. Các bạn cứ thế làm luồn đi luồn lại nhiều lần để cho nó chắc chắn mọi người nhá. Ở clip lần này mình hướng dẫn các bạn là cách làm thòng. Xong rồi mình sẽ mang đi mình bẫy luôn. Anh em nhớ đón xem clip tiếp theo của mình anh em nhé. Mình đi bẫy cầy hương luôn. Không biết là có được hay không. Anh em nhớ đón xem clip của mình. Để xem mình đi bẫy cầy hương mọi người nhé. Rồi. Các bạn làm một cái khuyên như thế này cho mình các bạn nhé. Đây là nó cũng có một phần thừa nhưng mình đã cắt bỏ rồi. Mình sẽ làm nhanh gọn và chi tiết cho mọi người xem. Đây này, các bạn làm hai cái khuyên như thế này nhé. Đây là cái đầu tiên này. Đấy. Là mình sẽ tiếp tục một cái nữa mọi người ạ. Hai cái nữa mới nhạy nhá. Đấy. Tiếp tục một cái này, các bạn cũng lấy cái dây này ra. Cũng lấy một dây nữa. Đây này quá. Rồi, đến lượt cái dây này. Các bạn phải xiên qua nhé. Các bạn phải xiên qua cái khuyên bé này nhé. Đấy. Như thế này. Xong rồi tiếp tục lại cuốn lại. Đấy. Các bạn tiếp tục cuốn lại, cũng siết cho nó bé ra, bé bằng cái này thôi nhé. Hai cái bằng nhau mọi người ạ. Đây. Đấy. Cảm thấy hai cái nó bằng nhau là được. Các bạn lại tiếp tục cuốn. Rồi, hơi bé một chút rồi. Sẽ phải nhả lại một tí. Rồi, bằng nhau rồi đấy. Tiếp tục cuốn các bạn nhá. Nhưng mà các bạn cuốn đừng có để nó cuốn phải cái này nhá. Các bạn phải để cho nó lỏng lẻo như thế này thôi. Cuốn đừng có cuốn vào cái khuyên bé, cái khuyên đã cuốn xong này nhé. Các bạn cứ thế mà cuốn thôi. Để mình cuốn xong mình sẽ chỉ tiếp cho các bạn nhá. Đây mọi người nhá. Được hai cái thòng lọng, hai cái khuyên. Được hai cái khuyên như thế này rồi mọi người nhá. Đấy. Đây. Cái này vẫn còn hơi bé, mình sẽ cuốn thêm một hai vòng nữa. Mình sẽ dùng cả răng mọi người ạ. Mình không có kìm nên là
mình dùng răng thôi. Cái răng mình rất là khỏe mọi người ơi, nên là không sợ bị vỡ mồm mọi người nhé. Còn bạn nào mà răng yếu thì đừng có dùng răng như mình nhá, vỡ mồm ấy. Vỡ mồm là mùa đông, mùa đông mới vừa vỡ mồm. Rồi. Rồi, như thế này là được nhá. Giờ các bạn cắt bỏ cái phần thừa này đi. Rồi, hai cái khuyên rất là đẹp phải không các bạn? Đấy. Cái này mà để mình đi thiết kế cái vòng bạc cho người ta thì quá là ok đúng không? Đây này, rất là đẹp nhá. Quan trọng nhất là hai cái khuyên này, nó phải là hợp lý, không to quá mà cũng không bé quá mọi người nhá. Đấy, quan trọng là hai cái này là quan trọng nhất. Sau đó các bạn lấy một cái dây nguyên này, rồi các bạn buộc một đầu lại. Đây, các bạn xiên qua một cái khuyên này nhá, xiên một khuyên thôi. Đấy, như thế này. Các bạn buộc chặt cái đầu này lại nhá. Các bạn chỉ cần buộc như thế này thôi, cái dây cáp này rất là cứng. Nên là các bạn có cách nào buộc hay hơn thì các bạn cứ buộc, chỉ cần chắc thôi. Còn mình thì mình chỉ buộc như thế này thôi. Không có kìm nên phải cứ phải dùng răng mọi người ạ. May mà răng còn khỏe, không vỡ mồm được. Đây mọi người, sau khi mình đã buộc xong nhá. Đấy, nó sẽ dư ra một chút như thế này. Thì nhìn nó xấu, các bạn sẽ cắt bỏ đi nhá. Cắt bỏ bớt đi từ đây đi. Đấy. Như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ một chút cái này ra nhá mọi người nhá. Đấy. Các bạn buộc kiểu gì nó cũng sẽ bị dư một chút ở đây. Không thể nào mà buộc một phát được, ăn ngay được các bạn nhá. Giờ mình sẽ cắt đi đã. Sau khi đã cắt xong, các bạn xem này, nó rất là đẹp nha các bạn nha. Chỉ còn mỗi hai cái khuyên này thôi. Còn cái sợi mình buộc thì mình đã kéo rất là chặt rồi. Đấy, bên này các bạn kéo cố định lại hẳn luôn. Rồi, sau đó nếu như mà cái khuyên các bạn mà xiên được vào cái đầu bên này ấy, thì các bạn cầm đầu bên này, bạn xiên qua cái khuyên bên này nhá. Đây, cái này của mình xiên qua được này. Đấy, giờ mình sẽ xiên qua qua cái khuyên này. Ok. Như thế này là được một cái thòng lọng hoàn chỉnh mọi người nhá. Rất là nhạy luôn, đảm bảo với các bạn. Đây. Các bạn mà đi bẫy thì nó có thể siết bé bằng một ngón tay này mà nó không thể tuột ra được mọi người nhá. Đây, nó sẽ không bị tuột ra nhá. Cái này chết cả run. Đấy. Và cái khuyên này thì các bạn bóp cho nó hơi méo nhá, méo nó thành cái hình dài dài ra ấy các bạn ạ. Chứ đừng để nó tròn hẳn như thế này. Cái này mình chưa bóp. Đấy, cái này rất là cứng, mình sẽ không bóp được và không có gì, chỉ có đập lấy hoặc là cứ dùng răng mà cắn lấy thôi mọi người ạ. Đây, nó hơi méo, hơi dài dài như thế này mọi người nhá. Đây. Đấy. Đây này, như vậy là được nhá. Cả cái này nữa cũng cho nó hơi méo méo, hơi dài ra một chút. Đây. Bây giờ nó siết phải, kể cả nó siết chân hay siết cổ cũng đều là không thể tuột được mọi người nhá. Đấy. Không bao giờ nó tuột được một khi đã siết phải chân. Đã lên khớp thì chỉ có là đợi mình đến để bắt thôi. Rồi. Như thế là được mọi người nhá. Đấy, còn cái phần này hơi cong thì các bạn bẻ thẳng đi là được. Cái dây này này, bạn bẻ nó hơi thẳng thẳng ra, chứ đừng có để nó cong ngoằn ra thì nó sẽ rất là xấu. Đặt vào nó xấu mọi người nhá. Đấy. Đừng, các bạn lưu ý đừng có dùng những cái dây mà đã sử dụng qua cũ rồi ấy. Làm không được thì đừng trách mọi người nhá. Đấy. Rồi, ok. Các bạn ngay tại hiện tại là bây giờ mình sẽ làm xong cái thòng này, mình sẽ mang đi bẫy luôn. Các bạn nhớ đón xem clip lần sau của mình nhá. Mình mang đi bẫy cầy hương luôn mọi người ạ. Đấy, mình có phát hiện ra một cái cây móc gì đấy à, có con cầy hương nó đến ăn ấy. Nên mình mới làm cái thòng lọng này. Chiều nay mình sẽ mang đi mình bẫy
trực tiếp và quay cho mọi người xem cách bẫy như thế nào mọi người nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau mọi người nhé.